Rồi, chào mừng anh em mình đến với kênh YouTube của Điện Máy EV quận 12 nha anh em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em mình là hai cái mẫu sản phẩm của hãng Amatool mà bên em mới về hôm qua luôn ha. Đó, đầu tiên thì trên màn anh em thấy nha. Đây là hai cái bộ sản phẩm mà bên em mới về hôm qua luôn. Thì đầu tiên nó sẽ là một con khoan bê tông của hãng Amatool, mã của nó là A3CN28SM nha. Rồi tiếp theo là một cái mẫu chiên bích của hãng Amatool luôn. Thì dòng này là con chiên bích 280 N nha anh em, mã của nó là AB28014SM nha. Thì hãng Amatool thì nói chung thì mã cái model của máy thì nó sẽ hơi dài, nhưng mà được cái là sản phẩm của hãng này ra thì nói chung là rất là ít, cho nên là anh em mình tìm kiếm thì rất là dễ dàng luôn ha. Bây giờ mình có thể tìm kiếm dễ dàng trên thị trường, chỉ còn anh em mình gõ từ khóa Amatool ra thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều sản phẩm cho anh em mình có thể mình lựa chọn luôn nha. Và bên em thì anh em mình khi mà mình bấm vô trang web của bên em thì anh em mình có thể thấy là những sản phẩm Amatool tụi em đã đang đăng bán trên đó nha anh em. Rồi đầu tiên thì em sẽ cho anh em mình xem trước cái mẫu khoan bê tông Amatool nha anh em. Sẽ mở con máy Amatool này ra cho anh em mình xem nha. Thì khi mà anh em mình mua dòng sản phẩm khoan bê tông Amatool này thì mình sẽ có được là một cái hộp giấy nha anh em. Nói chung thì nhìn cũng rất là đẹp nha. Đó, nhìn cũng rất là ok. Rồi bây giờ em sẽ khui ra cho anh em mình coi nha. Đây. Đó, đầu tiên thì con máy sẽ được để gọn gàng trong một cái hộp giấy như thế này nha anh em. Thì nó sẽ đi kèm cho anh em mình là một cái tay cầm phụ nè, và thân máy ở đây thì nó sẽ có một cái thước cho anh em mình ha. Đó, một cái thước căng cho anh em mình luôn nha. Thì bây giờ em sẽ cho anh em thấy cận cảnh của con máy luôn ha anh em. Thì đây là con máy Amatool nha anh em. Thì thiết kế thì rất là đẹp nha, anh em thấy không? Một cái màu đen kết hợp chung với màu xám nha. Và lâu lâu thì sẽ có những cái chi tiết màu đỏ ở đây để nhằm làm nổi bật con máy lên cho anh em mình ha. Đó, thì máy thì sẽ được trang bị đầu gài nha anh em. Đó, đầu gài thì bình thường khoan bê tông thì sẽ được trang bị đầu gài cho anh em mình ha. Thì mẫu Amatool này nó sẽ có là chữ nổi luôn cho mình. Đó, chữ thì được khắc nổi trên máy luôn, nên rất là đẹp luôn nha, thiết kế thì rất là ok nha anh em. Và về phần motor thì máy được trang bị cho anh em mình là motor đứng nha. Đó, trang bị cho anh em mình motor đứng. Và con máy này nó sẽ có cho anh em mình đó là chống rung khi mà là giảm rung chấn khi mà anh em mình khoan nè. Với lại đặc biệt nó cũng sẽ có cho anh em mình tính năng là anti kickback, có nghĩa là chống lật đổ tay luôn ha anh em. Và mẫu này thì em sẽ cho anh em mình xem cái model của máy nha. Đây nè. Đó. Thì máy sẽ sử dụng chân pin phổ thông là chân pin M21 nha anh em. Là 21V là ok luôn. Rồi thì về thông số cái dòng này á anh em, nó sẽ là dòng tua tối đa luôn là 4800 vòng. Đó, 4800 vòng nha. Và lực búa thì của nó sẽ là 2.9 J. Đó, lực đập của búa thì rất là cao luôn ha. Rồi, và tiếp theo về cái phần chức năng của con máy thì máy nó sẽ có cho anh em mình là ba chức năng. Đầu tiên là em mình khoan không búa nè. Đó, khoan không búa nha. Tiếp theo thì mình bấm cái nút đỏ này mình chỉnh gạt lên nha anh em. Đây là nó sẽ có búa. Đó, cái này là sẽ khoan có búa để hỗ trợ anh em mình khoan bê tông ha. Đó, bê tông hoặc là mình khoan tường. Rồi tiếp theo thì nó sẽ có cho anh em mình cái chế độ đục nha. Đây nè. Đục thì sẽ là chế độ hỗ trợ cho anh em mình là không có chuyên nha. Đục thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em mình đục những cái tường gạch, những cái mảng gạch mà nhỏ nhỏ thôi là ok. Đó, thì đục sẽ là cái phần hỗ trợ trên con máy nha anh em. Ok. Rồi, máy thì trang bị cho anh em mình là chân pin phổ thông nha, M21. Đây nha anh em. Đó, rất là ok nha. Đây là cục pin Amatool mà em đang sử dụng nè, là chân phổ thông. Hai chấu cách nhau 4 xăng nha. Đó. Đây, phần ngoại quan thì nhìn máy rất là ok nha anh em, rất là đẹp luôn. Đó. Xoay một vòng cho anh em xem nha. À, ở đây thì nó sẽ có một cái đèn cho anh em mình ha. Đó, một cái đèn nhỏ nhỏ để anh em mình hỗ trợ chiếu sáng khi mà mình trường hợp mình khoan ở trong cái khu vực tối anh em, thì nó có cái đèn này nó hỗ trợ mình ha. Đó, ok. Đó, đầu gài thì sẽ được bọc cao su luôn. Đó, đầu gài sẽ được bọc cao su cho anh em mình nha. Và tay cầm thì cũng có được bọc cao su. Đây là chống trơn trượt. Anh em mình sử dụng á, thì nó tạo cảm giác mà nó nhám anh em, mình cầm nó dễ dàng hơn nha. Đó. Và máy thì cũng có một cái tay cầm phụ cho anh em mình, thì mình gắn vô đây. Đây nha anh em. Đó, mình gắn vô đây rồi mình siết lại thôi. Nói chung thì cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản nha. Đây. Đó. Rồi. Và mẫu này thì đặc biệt ở chỗ anh em là nó sẽ có cho anh em mình cái chế độ là chống lật cổ tay. Thì khi mà anh em mình khoan, chỉ cần mình có một cái lực tác động
lực vặn nó đủ mạnh thì lập tức con máy tự động nhắc liền ha. Dừng rồi thì cái dòng máy này khi mà cái lực vặn nó đủ lớn thì nó sẽ tự động nó dừng cho anh em, rất là ok luôn. Thì xíu nữa em sẽ test cho anh em thấy luôn cái chức năng đó nha. Rồi ok anh em nha, thì bây giờ em sẽ sử dụng một cái mũi khoan bê tông 10, thì đây là đầu gài nhanh nha anh em. Đó, rất là dễ dàng luôn ha. Rồi bây giờ là em sẽ test khoan cho anh em mình coi thử nha anh em. Ok anh em nha, thì bây giờ em sẽ test trải nghiệm cái dòng khoan Amatool khoan bê tông này luôn cho anh em mình ha anh em. Thì em đang sử dụng là một cái mũi 10 ly. Đó, thì em sẽ test cho anh em mình là nó sẽ có cho anh em mình ở hai cái chế độ là giảm rung chấn với lại là chống bặn của tay. Thì em sẽ test cho anh em mình là chế độ chống bặn của tay luôn nha anh em. Thì bây giờ là cameraman di chuyển sát lại để test cho anh em mình coi nha. Đây nè. Đây nha anh em. Thì em đang sử dụng pin 10 cell thôi nha. Rồi, cứ ok nha anh em. Tiếp theo em sẽ test thử cái chế độ là chống bặn cổ tay, là cái tính năng chống bặn cổ tay trên con máy này nha anh em. Đó, là khi mà mình lắc một lực mạnh đó thì nó lập tức nó tự động nó ngắt liền ha. Anh em thấy cái đèn nó chớp không? Đó, thì em lên lại cho anh em nha. Đó, chỉ cần lắc thôi là tự động nó chớp liền nha anh em, rất là nhạy luôn ha. Đây, em lại nha. Đó, rất là ok, con máy cực kỳ an toàn luôn cho anh em mình nha. Thì em sẽ khoan thêm một mũi nữa cho anh em mình coi được cái hiệu năng của con máy luôn nha anh em. Đây. Ok nha, rất là khỏe nha anh em, là nó có giảm rung chấn cho mình luôn. Rồi dừng đi, hết pin rồi. Đó, quá ok luôn nha anh em. Ok anh em nha, thì sau khi mà review xong cái con khoan bê tông Amatool thì bây giờ em sẽ review tiếp cho anh em mình cái con máy chiên vít cũng của hãng Amatool luôn nha anh em. Thì mẫu chiên vít này thì bên em mới lấy về hôm qua, thì thiết kế của nó thì nó vẫn là một cái màu đen mới luôn cho anh em mình ha. Đó, thiết kế cổ của mẫu chiên vít Amatool thì nó sẽ là cái màu đỏ đặc trưng, nhưng mà hiện tại thì hãng cũng đã bắt đầu có những cái thiết kế mới mà nó mang đến những cái màu sắc nó đẹp hơn cho anh em mình, thì màu đen nó sẽ là đi tiên phong đầu tiên nha anh em. Thì bây giờ em sẽ mở con máy ra cho anh em mình coi ngoại hình của nó luôn ha. Thì đầu tiên thì khi mà anh em mình mua máy thì nó sẽ có cho anh em mình một cái hộp giấy như này nha anh em. Thì mã của cái dòng này là AV28014SM. Đó, thì bây giờ em sẽ mở máy ra cho anh em mình coi ha. Đây nha anh em. Rồi, thì khi mà anh em mình mua máy á thì hãng sẽ để bên trong rất là cẩn thận luôn cho mình. Nó sẽ có một cái lớp miếng sốt ở đây cho anh em mình ha, là để anh em mình đựng con máy nè. Thì ở đây mình cũng sẽ có thêm là một cái dây. Thì cái dây này sẽ hỗ trợ mình làm việc ở trên cao ha anh em. Và một cái móc này. Đó, cái móc này thì anh em mình giờ có thể mình gắn vô thêm máy vô trong máy nữa nha. Và ở đây nó sẽ có cho anh em mình là hai ô nữa. Đó, hai cái ô này thì mục đích của hãng để tạo ra là anh em mình nếu mình có mua thêm pin với sạc nữa thì mình có thể mình đựng được thêm pin và sạc trong đây luôn. Và rất tiện lợi khi đi làm hay anh em mình chỉ cần đem theo cái hộp thôi là anh em mình đựng được nguyên cả bộ của hãng Amatool luôn nha. Rồi, bây giờ là em sẽ lấy con máy ra cho anh em mình coi trực tiếp luôn anh em. Thì đầu tiên là về ngoại hình của dòng máy này nha. Thiết kế của nó thì nó sẽ là theo kiểu là compact design em ơi. Đó, thiết kế thì rất là đẹp nha. Đây. Thì đầu thì sẽ là đầu hình cánh hoa nha anh em. Nó có hình cánh hoa giúp anh em mình ngậm được nhiều cái đầu vít hơn nha. Rất là ok luôn. Thì đây là thiết kế compact design, rất là nhỏ gọn để anh em mình sử dụng, mình làm trên cao đồ, mình với tay, mình bắn vít đồ là nó thoải mái, nó không có bị mỏi nha anh em. Rồi thì model của máy thì sẽ ghi trên đây cho anh em mình nha. Đây nè. Đó, cho anh em coi cái phần model của máy luôn. Đây. Là ok nha. Máy thì cò thì là cò điều tốc nha anh em. Đây, cò thì sẽ là cò điều tốc màu đen cho mình luôn. Đây là ngoại hình nha. Thì cameraman di chuyển sát vô cái phần đầu nha anh em mình coi nha. Đó, nó sẽ thiết kế theo hình là kiểu hình cánh hoa nha anh em. Đó, anh em thấy không? Sẽ là cái hình cánh hoa cho mình ha. Là ok. Rồi, phía đây thì sẽ là một cái phần bảng điều khiển ở đây cho anh em mình. Đây nè, đó, bảng điều khiển cho anh em nha. Đó, mình có thể mình chỉnh được trong này nó sẽ có cho anh em mình là 4 tốc và 4 cái chế độ. Đó, 4 tốc và 4 chế độ luôn nha anh em. Rất là nhiều chế độ ha, để mình có thể mình sử dụng luôn. Rồi, tiếp theo thì là con máy nha. Đó, em sẽ quay một vòng con máy cho anh em coi. Thì máy thì nó vẫn được trang bị cái chân pin phổ thông M21 thôi anh em. Đó, tưởng là chân pin phổ thông nha. Anh em mình mà mình đã có pin rồi, mình mua thân máy thôi là phù hợp luôn.
Rồi trên đây nó sẽ có chữ nổi luôn, Amatool nè, anh em thấy không, hãng sẽ khắc chữ nổi trên phần máy cho mình luôn ha. Đó, bình thường thì những cái hãng khác thì người ta sẽ dán tem á anh em, người ta sẽ dán tem, và riêng đối với hãng Amatool thì họ sẽ khắc chữ nổi luôn cho máy, cho anh em mình luôn. Nó sẽ là giúp tăng cái độ nhận diện của cái dòng máy Amatool lên đó, tăng cái độ nhận diện của con máy lên cho anh em mình ha. Đây nè. Rồi về con này thì cái lực moment xoắn của nó sẽ là 280 N nha. Đó, 280 N cho anh em mình luôn. Đó, lực moment xoắn là 280 N. Và vòng tua của máy thì sẽ là tối đa luôn là 1200 vòng. Đó, 1200 vòng nha anh em. 1200 vòng thì sẽ là thấp nè. Đó, tối đa luôn của nó thì nó sẽ là 3500 vòng. Đó, 3500 vòng tua tối đa nha. Lộ ok. Rồi bây giờ em sẽ mời anh em mình đi cùng em test trải nghiệm luôn hai cái mẫu nãy giờ em review cho mình ha. Rồi ok anh em nha, thì bây giờ em sẽ test thử cái dòng Amatool này cho anh em mình coi. Thì trước khi mà test đó thì em sẽ cho anh em mình biết là những tính năng có trên con máy nha anh em. Ok nha anh em, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em mình trước con máy nha. Thì máy nó sẽ có cho anh em mình là 4 cấp tốc độ và 3 chế độ nha anh em. 3 chế độ thì 3 chế độ bắn vô nha. Thì đầu tiên là em sẽ cho anh em mình coi trước tốc độ của máy nha anh em. Nha. Tốc 1 nè anh em. Tốc 2. Tốc 3. Và đây tốc cuối cùng nha, tốc 4 nha anh em. Đó. Rồi, còn về chế độ thì cái phần chỉnh chế độ á, anh em mình thấy cái nút chữ A ở đây, mình bấm vô cho em nha. Đó, bấm vô cái nút chữ A cho em. Thì chế độ thì nó sẽ có là tới 3 chế độ lận. Thì đầu tiên là em sẽ sử dụng chế độ 1 cho anh em mình. Chế độ 1 thì nó sẽ là khi mà anh em mình bắn quýt thì nó sẽ có một cái nhịp búa nha. Mình nhấn còi thì nó sẽ có nhịp búa. Chế độ thứ hai thì nó sẽ có cái nhịp búa là liên tục luôn. Đó, mình đè còi thì nó sẽ có nhịp búa gõ liên tục luôn anh em. Còn chế độ thứ ba thì sẽ là chế độ mà vừa mồi quýt được. Và mình sẽ mồi quýt trước, rồi sau khi mà anh em bắn quýt xuống vật liệu thì nó sẽ tự động nó dừng. Rồi gọi là tính năng auto stop nha. Thì tính năng này anh em mình nói mình làm bắn tôn hay là gì thì nó sẽ rất là phù hợp luôn anh em. Đó. Còn tính năng thứ tư thì chỉ là tính năng mà khi anh em mình bắn ra thôi. Đó, mình đảo chiều lại tính năng thứ tư. Mình bắn ra thì cái vòng tua khi mà anh em mình rút con quýt ra rồi, vòng tua nó sẽ chậm lại ha. Đó, rất là ok. Rồi thì bây giờ là cùng em test con máy luôn anh em ơi. Ok nha anh em, thì bây giờ em sẽ test trước con máy cho anh em mình coi luôn nha. Thì đầu tiên em chỉ test tốc độ thôi, em không có chỉnh chế độ gì hết nha. Thì em đang giữ là tốc 4 nha anh em. Đó, tốc 4, bắn vô thôi. Đó, rất là nhanh nha anh em. Đó, nhanh đến nỗi mà nó cái miếng gỗ của em không giữ lại nó sẽ lập tức là nó bị bặn liền nha. Thì em bắt đầu lại nha anh em. Quá ok luôn. Rồi tiếp theo thì em sẽ test tới cái phần mà chỉnh chế độ của con máy nha. Ok anh em nha, thì bây giờ em sẽ test cho anh em chế độ đầu tiên nha anh em. Thì anh em thấy không, em bấm nút chữ A thì nó cái đèn nó sẽ nhảy ở mức số 1 nha. Đó, em thấy giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ test chế độ số 1 cho anh em mình luôn. Đây là nó sẽ có một cái nhịp búa nha anh em. Đó, anh em thấy không, mình nhấc còi thì nó sẽ có nhịp búa nha. Đó, nhấp nhả cho anh em là nó sẽ từ từ đóng con quýt xuống cho anh em mình. Rồi tiếp theo là chế độ thứ hai thì em tiếp tục bấm nút chữ A đây. Đó là bây giờ nó sẽ chuyển qua mức số 2 nha anh em. Đây số 2 là nằm đây. Đó. Rồi bây giờ em sẽ test tiếp cho anh em mình con quýt này nha. Thì ở chế độ này nó sẽ có cho anh em mình là nhịp búa gõ liên tục luôn. Đó anh em thấy không? Đây, nó sẽ chạy có nhịp búa nha anh em. Đó, anh em thấy không? Quá ok nha. Rồi, tiếp theo là chế độ thứ 3 trên con máy. Thì em sẽ bấm cái nút chữ A đây, cho nên sẽ nhảy qua số 3 nha. Rồi. Em sẽ nhổ cái này lên cho anh em. Rồi. Đây là chế độ thứ 3 nha. Chế độ thứ 3 thì nó sẽ là thuộc dạng là mồi vít. Em sẽ test cho anh em mình cái chế độ thứ 3 là chế độ mồi vít nha anh em. Và chế độ này khi mình bắn tôn thì nó sẽ có tự động ngắt luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ bắn gỗ cho anh em mình coi thử nha. Thì nó sẽ mồi, lấy dấu trước nha anh em. Đó, sẽ lấy dấu này, anh em thấy dòng tua nó sẽ chậm nha. Đó. Sau khi mà xuống rồi thì nó sẽ chạy hết tốc luôn cho anh em mình, rất là ok nha anh em. Còn chế độ thứ tư thì anh em mình chỉnh qua đây. Đó, chế độ thứ tư thì mình chỉnh qua đây cái nha. Rồi mình đảo chiều công tắc. Rồi mình rút lên thôi nha anh em. Đó, chế độ này khi mà mình rút vừa rút lên là lập tức máy ngắt liền. Đó, làm lại cho anh em mình nè.
đây nè, em sẽ làm lại nha. Bây giờ em đảo chiều cái nha anh em, em sẽ rút con vít lên. Đó anh em thấy không, em vẫn bóp cò thì nó không có chạy luôn. Đó, chế độ thứ tư là như thế này nha anh em, quá ok luôn. Thì sau khi mà em test xong hai cái mẫu sản phẩm này á, thì anh em mình có ý kiến gì á thì anh em có thể mình comment dưới cái phần video của em nha. Thì bên em sẽ để đầy đủ số điện thoại và địa chỉ cho anh em mình tới nếu mà anh em mình có nhu cầu muốn đến mình tham khảo những cái sản phẩm của tôi hoặc là những cái dòng sản phẩm khác nha. Thì bây giờ sau khi mà test xong thì em sẽ báo giá luôn hai cái mẫu này cho anh em nha. Đầu tiên là cái mẫu chiên quýt của hãng Amazon. Thì hiện tại mẫu này thì hãng sẽ bán thân máy rồi cho anh em mình ha. Thì anh em nào mua thân máy thì giá của nó sẽ là 1.250.000 cho một cái thân máy chiên quýt Amazon này nha anh em, xài chiên pin phổ thông luôn. Đó, anh em mình mua thân máy thì nếu như mình có sẵn pin phổ thông thì anh em mình mua cái thân máy về thôi là quá tiện lợi luôn ha. Rồi, tiếp theo là cái con khoan bê tông này. Đây. Rồi, con khoan bê tông này thì nó sẽ có cho anh em mình cái tính năng á là giảm rung chấn với lại là chống vặn cổ tay. Thì hiện tại hãng Amazon đang bán thân máy cho anh em mình là 2.150.000 nha anh em. Đó, là thân máy nha. Thì hãng cũng sẽ tách rời ra luôn, là không có kèm pin, chỉ có thân máy thôi cho anh em mình thôi. Thì anh em nào hiện tại mình đang có nhu cầu thì có thể là mình đến đây. Đó, mình trải nghiệm, mình test hai dòng sản phẩm này luôn nha. Nếu như mà cái clip test của em chưa có đủ làm anh em mình cảm thấy thích thú á, thì có thể mình đến ngay mình trải nghiệm trực tiếp sản phẩm luôn ngay tại điện máy EV, địa chỉ là 367 Trường Chinh, phường Tân Nhất, quận 12, Hồ Chí Minh nha anh em.